chào cả nhà đã trở lại kênh Ngọc Đạo An Giang của em. Thì hôm nay em đi ra đống chuối cả nhà để cho vịt ăn. Nay nhà em có nuôi hai đàn vịt nha. Rồi cả nhà cùng theo chân em nha. Mình đi đống chuối nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình đi em đống chuối đã xong. Đi xin chuối thôi cả nhà ơi. Cơm khô thì ngâm sớm giờ rồi, nở rồi, với chuối nha cả nhà. Đàn vịt của em á, đàn vịt này là được 4 tháng rồi đó cả nhà. Ở quê thì nuôi vịt nó có chỗ nuôi vịt ngồi im lắm, vịt nuôi gà rồi. Bây giờ mình để cái này cho vịt lớn rồi nha. Cho đàn vịt này. Đây đi đây đây,
Chứ sao lạ chỗ đây nó ăn ngay che chắn chỗ cái chuồng luôn. Nghe nãy chứ. Buổi sáng của em là nhiêu nữa cả nhà? Đàn vịt của em 4 tháng rồi, được lớn rồi đó. Con nào con lấy ú lu ú lù à. Nặng dữ lắm. Không có thức ăn gì hết nha. Chỉ có cắm với cơm khô mình ngâm ra. Ở dưới chuối vườn đó mình sắt, mình xay vô là trộn ba thứ trộn lại đó là cho ăn à. Nhiêu nữa nè, rồi đẩy lại đây nữa khi chưa chút để cho nó ăn tiếp tục đó. Nồi nó đi hết rồi. Xay chuối này nè, là nhờ có cái máy này đó em đỡ sắt tay đó, chứ lúc lần hả em nuôi hả toàn là sắt bằng tay không đó cả nhà, sắt bằng tay hả nhiều lúc hả cái tay này hả nó phồng lên dữ lắm luôn. Bây giờ có cái máy này đỡ rồi, em không có sắt bằng tay nữa, mình đi ra mình chặt đó là mình đưa vô là mình xay à, đỡ dữ lắm luôn. Rồi thôi video cũng đã dài thì em xin kết thúc video tại đây. Bà con cô bác anh chị em nếu mà thấy kênh của em có hay thì ủng hộ cho Ngọc Đào An Giang, một lượt đăng ký kênh, một lượt like
một bình luận như một lượt chia sẻ nha cả nhà. Khi anh chị em cô bác đang xem kênh thì cho em xin một lượt like để cho kênh của em được đề xuất và ngày càng phát triển nha. Ngọc Đào chân thành cảm ơn bà con cô bác anh chị em rất là nhiều luôn ạ. Ngọc Đào xin chào cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo, sẽ ra những video hay và im hơn, đẹp hơn cho cả nhà mình xem nha.